Sau một giấc ngủ muộn, tôi thức dậy vào lúc giữa trưa. Mở cửa ra thì thấy mọi thứ vẫn yên bình. Kích thước của con gà Harry có thể dễ dàng nhìn rõ bản mặt của nó ở tầng 2. Tôi leo xuống, lái thuyền vào trở lại đất liền để kiểm tra kỹ răng của con Harry này. Trước mặt tôi là cái đầm lầy hôm trước tôi thu hoạch gỗ. Đi ngang luôn qua nó, tiến về phía trước, chọn một bãi đất trống gần đó ngừng lại. Cửa Harry vào và vả cho khủng long nhỏ phía trước một bàn tay văng đi xa. Kỹ năng đầu tiên của nó là cào hai lần bằng bộ vuốt sắc của nó về phía trước. Kỹ năng thứ hai của nó là nhẹ nhàng khua vuốt làm gì đó ở dưới. Và kỹ năng cuối cùng của nó là cạp vồ về trước. Tôi tấp vào bụi cây quào phát thì cũng đã gần đầy ấp gỗ. Quay lại thuyền thì thấy một con cá sấu liên tục cắn phá thuyền. Tôi chạy đến cho nó một bạt tai cũng đã ra đi. Tôi đi tiếp vả con bờ tê hoang một phát thì cũng làm nó lên đường. Tôi vào bụi cây khua móng thì chỉ được một ít nguyên liệu. Tôi mổ vào thì cũng lấy được một mớ gỗ nhưng không nhiều bằng chém vuốt. Thấy con cá sấu nhỏ đang cắn con dodo hoang, tôi lao đến bảo vệ nó, tán một bạt tai làm con cá sấu lên dĩa. Đang trên đường về thì thấy con ếch đang bơi. Tôi xuống nước soi xem thì cấp độ khá thấp. Tôi trở về thì con cá sấu lao tới cắn lấy tôi trước mặt con gà của tôi. Thật không may cho nó nhưng lại may mắn cho tôi. Chỉ hai bạt tai đã làm con cá sấu trở nên xấu thật sự. Quay về, tôi thấy một loài bò sát nhỏ có vòm to trên lưng. Ấy lạ, tôi rút nỏ bắn xỉu nó, lấy thịt đùi đang có trong người con Harry đem ra bỏ cho nó ăn. Tôi cưỡi con Harry đi đến những bụi cỏ, khua vuốt thì được rất nhiều fiber. Vậy là tôi không cần dùng đến liềm gặt nữa rồi. Tôi bỏ Harry đứng đó canh, tôi lên để bàn bay lên cao. Sẵn ở khu đầm lầy này tôi tìm bắt lại con ếch. Khả năng cầm nỏ lúc cưỡi của nó khi bơi dưới nước, biết đâu lại hữu dụng gì sao. Vừa bay ra một chút thì tôi thấy một con ếch nhảy nhảy. Tôi đậu xuống tảng đá gần đấy, cầm ống nhòm soi, một con ếch cấp độ 135. Tôi bay về nhà sửa lại cái lồng bẫy của tôi, sau đó cưỡi đề bàn đi gấp nó và mang về. Bỏ chính xác một cái lồng. Tôi vào thuyền cầm nỏ lắp tên gây mê và bắn nó. Nó le lưỡi liên tục về phía tôi, không được, nó quay mặt đi liếm chỗ khác. Tôi thì cứ mải mê đứng đó bắn nó, bắn liên tục đến khi nó không chịu nổi nữa thì ngất xỉu. Tôi chạy ra ngoài thì con khủng long nhỏ kia đã thức tỉnh. Tôi thử gọi nó theo tôi xuống nước xem có gì đặc biệt không. Thật vô dụng, không có gì đặc biệt cả. Tôi lên để bàn gấp nó bước lên trên mái tàu, bay thẳng lên cao nhìn xung quanh rồi bay xuống. Thấy ngọn nước hôm trước bắt đại bàng, tôi cũng nhớ đã từng thấy có con ankylo ở khu vực đấy. Tôi cưỡi Harry lại lên tàu, lấy một số đồ trên người nó đem bỏ vào tủ lạnh rồi lái thuyền đi dọc bờ biển tiến về phía trước. Đi qua một khu vực toàn cá sấu với rắn trăng đồ thôi nên tôi vẫn đi thẳng. Sực nhớ đến có con ếch đang ở trên thuyền. Tôi dừng lại, ra hâm nó rồi leo lên Harry vào bờ. Chạy bộ một khoảng để tới chỗ vừa nãy, gặp một con răng to, tôi róc da nó ngay. Đi tiếp thì tôi gặp con nào tôi đánh con đó. Tôi làm thịt luôn con bò với cái cổ dài bên cạnh. Tôi lại róc mớ da trăng và tán vỡ mồm con cá sấu. Ấy có hai con như chuồn chuồn cắn tôi định vả phát thì nhớ lại. Các loài động vật như cóc, nhái, ếch, ỉn ương rất thích ăn mấy cái con côn trùng này. Tôi tạm tha cho chúng và chạy về, nhét thịt đùi vào cho con ếch ăn thì nó cũng he tôi. Tôi vào tủ kiếm đồ chế cho con ếch, chế xong cái yên tôi cũng thấy hết đồ ăn nên chế luôn cái nồi nấu mới. Đặt nó ra vứt bản vẽ và mớ thịt vào rồi bật lửa lên. Tôi đem cái yên ra lắp cho con ếch. Phi một phát dễ dàng ra khỏi lồng và phi đến nơi tôi thấy hai con chuồn chuồn hồi nãy. Nó cứ bay trên cao, con ếch của tôi liếm hoài con trúng. Tức quá tôi nhảy xuống cho nó một đấm. Nó cắn lại tôi thì con ếch thè lưỡi phát nuốt luôn. Còn một con, tôi cứ xây vòng rồi thì cũng liếm được nó. Được quá trời xem minh tinh. Tôi leo lên ếch nhảy trở về, cưỡi gà Harry lên ngay ngắn trên thuyền rồi tiếp tục phi về phía trước. Đến gần chân núi, tôi chạy lên gần con Harry đè lên thì thấy có chức năng cộng điểm gì đó. Cái trên hình như dành cho những việc cần khéo léo, có vẻ như là sẽ thu hoạch được nhiều fiber hơn. Còn cái bên phải là tăng sức mạnh, chắc là sẽ đốn được nhiều gỗ hơn. Tôi cộng điểm cho nó xong, cưỡi đại bàng lên trời. Bay đến ngọn núi thì tôi thấy có một cái cổng bắt đại bàng hôm trước. Và căn trời nhỏ ngủ tạm trốn cái gió trên cao lúc đấy. Tôi bay vòng chân núi để tìm ankylo thì thấy một cái loại quặng gì đấy đen bóng nằm lộ thiên luôn trên mặt đất. Tôi bay xuống nhìn quanh kiểm tra an toàn rồi nhảy xuống. Cầm cúp đập lấy thì cuối cùng cũng đã tìm ra được đá đen obsidian. Tôi tranh thủ đập mấy tảng đá xung quanh xong, nhảy lên đại bàng bay lên thì thấy hai con ankylo đang bị bầy đại bàng đánh. Một con đã bị hạ còn lại một con. Thấy bất bình tôi lập tức ra tay tương trợ, bay đến cứu con còn lại. Gấp lên thì thấy nó có cấp độ 12, tôi nhẹ nhàng hạ nó xuống. Thấy trước mặt có một con khác, tôi bay đến gấp luôn lên không suy nghĩ. Thì may mắn đã mỉm cười, nó có hẳn cấp độ 130. Tôi gấp nó tiếp tục bay hẳn về thuyền. Gần đến thuyền thì đói bụng, tôi ăn chút thịt nướng và bay tiếp, thả nó vào lồng bẫy. Tôi bay trở về rút nỏ lắp tên gây mê để bắn nó. Bị bắn, nó điên cuồng đập loạn xạ kiếm đường thoát thân. Bắn vài phát, tôi đổi vị trí để lấy góc bắn vào đầu nó. Tôi leo lên dốc cao thì đứng bắn xuống vào đúng tầm quốc của nó. Nó đánh cho tôi nhỏm cả người. Nó biết nó đã đánh trúng tôi hay sao ấy mà nó bỏ chạy không đánh lung tung nữa. Tôi chạy về hướng đầu của nó để bắn tiếp. Cứ thế bắn đến khi nào nó xỉu thì thôi. Trời cũng đã bắt đầu tối. Tôi lái thuyền tiếp. Thuyền không di chuyển được nữa như bị kẹt. Tôi nhảy xuống thì có một mỏm đá đâm vào thuyền. Tôi đánh lái thuyền qua hướng khác rồi đi tiếp.
Đến một nơi nước cạn, tôi thấy hai con cá heo đang bơi gần đấy. Tôi lại gần thì nó đòi đồ ăn. Có sẵn thịt nướng trong người, tôi đem xuống ô cuối cùng để tiện lấy đồ ăn. Tôi đút cho một con ăn nhưng chưa đủ. Tôi đút cho con còn lại thì cũng đã hưng hóa được luôn. Tôi cầm đuốc đi dưới nước thì thấy con sam biển đang bò bên dưới. Tôi về cưỡi Harry lôi xuống để đánh nó, xem được gì không thì thu hoạch được nhiều chitin, một ít dầu và ít thịt. Tôi đi tiếp xung quanh thì thấy vài con nữa. Tìm đánh xong khu móng thì có thêm được ngọc trai đen. Tổng là có 3 viên ngọc trai đen, rất nhiều chitin và một ít dầu. Tôi lên lại thuyền, lấy ít trái cây từ tủ lạnh đem ra cho Ankylo ăn. Tôi cũng quay vào lấy đồ ăn từ nồi nấu. Đi ngắm nghía xung quanh một chút thì thấy con heo lại nằm ở dưới tầng dưới. Tôi cầm đuốc lên, cưỡi con đại bàng gắp nó vứt lên lại trên nóc. Định lấy thuyền đi tiếp nhưng trời tối đen khá dễ vướng vào đá. Tôi lên con ếch lấy mớ semi tinh từ những con chuồn chuồn. Đem nguyên liệu về bàn chế tạo để tạo lại một cái máy phay bi cây to mới và lựa vị trí thuận tiện để đặt ra. Có vẻ máy này cần có thứ gì đó như xăng để khởi động. Nhấm nháp tí đồ ăn và đang mải mê ngó nghiêng cái gì đấy thì con Ankylo cũng đã tỉnh. Tôi muốn chế cái lò nung nhưng nó sạch flin. Tôi đành về chế cái yên cho con Ankylo. Bay ra gắp nó vào, lấy yên lắp vào cho nó và cưỡi nó vào đập nhuyễn mấy tảng đá trước mặt để lấy flin. Có flin, tôi quay về chế được hai cái lò nung. Theo một cung hức cổ nào đó, tôi bỏ dầu và da vào lò và bật lửa, hy vọng sẽ có thể chiết xuất được một ít xăng từ đó. Bật vô lý, kệ để cho nó nung. Tôi cầm đuốc ra ngoài nhìn ngắm bầu trời một chút. Tôi về tầng trên phòng, đóng cửa, leo lên giường để ngủ. Cây đuốc vẫn cháy sáng trên tay, chói mắt, không ngủ được. Tôi đứng dậy dập cây đuốc và lên giường để ngủ lại. Một ngày mới đây cũng đã kết thúc, ngày mai sẽ phải làm gì đây?